về với Hải Phòng tháng 5 là về với sắc đỏ của hoa phượng mà anh từng giao chiến suốt quãng đời học trò như những giai điệu vươn lên trong bài hát Thời Hoa Đỏ. Và nếu đã thoát yêu màu hoa ấy, đừng quên về với Hải Phòng. Chẳng quá lời khi nói Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ, bởi vào tháng 5, dạo bước trên từng con đường ngõ nhỏ, đâu đâu bạn cũng thấy một màu đỏ rực rỡ. Nội thành Hải Phòng với 7 quận gồm Lê Trân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn thì cả 7 quận đều trồng hoa phượng vĩ, hoa nở dọc bờ hồ Thăm Bàng, hoa phủ rộng khắp công viên, kín cả khu vực hồ An Biên. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất phải kể đến tuyến đường Phạm Văn Đồng từ cầu rào đến khu du lịch Đồ Sơn, dài chừng 20 km, trồng hơn 3.000 cây hoa phượng hai bên đường và được xác lập kỷ lục con đường trồng cây hoa phượng nhiều nhất Việt Nam. Hoa phượng cũng giống như nhiều loại hoa khác, nếu chỉ ghé lướt qua thì chỉ thấy một màu đỏ rực rỡ, nhưng cứ dành 5-3 phút đứng lại ngắm thật kỹ, bạn còn thấy cả một miền ký ức thời thơ ấu như đang ùa về. Bất chấp nắng nóng, người dân đất cảng và các nơi khác vẫn rủ nhau đi chụp ảnh hoa phượng, loài hoa biểu tượng của thành phố Hải Phòng trong những ngày nở đẹp nhất. Cuối tháng 5, đầu tháng 6 là thời điểm hoa phượng nở nhiều nhất. Cả thành phố Hải Phòng bừng sắc đỏ cam, là thổ phủ của hoa phượng nên hầu như con đường nào Hải Phòng cũng trồng rất nhiều loại cây này. Không chỉ các bạn trẻ mà những người lớn tuổi cũng phát cuồng vì hoa phượng. Thậm chí nhiều người từ Hà Nội, Quảng Ninh về Hải Phòng chụp ảnh những hoa phượng. Nhiều chị em cũng xinh trong những bộ áo dài cùng nhau chụp ảnh những hoa phượng nhằm ôn lại kỷ niệm thời áo trắng đã qua. Ngay sau nhà triển lãm thành phố, cả một khuôn viên óng ánh sắc vàng của vùng Hoàng Yến. Đây cũng là giải khuôn viên được quận Hoàng Mở đầu tư trồng thử nghiệm loài hoa này. May nhờ khí hậu thổ nhiễm phù hợp, mùa Hoàng Yến sinh trưởng rất tốt, hoa nở rất đẹp, tạo điểm nhấn trong không gian, thu hút hàng nghìn khách tham quan. Bên cạnh sắc đỏ rực rỡ của cây phượng vĩ thì sắc vàng của mùa Hoàng Yến như những giọt mật song sánh của mùa hè. Những cánh mùa Hoàng Yến rơi xuống như rát vàng mặt đất. Cũng trong dải trung tâm, hai bên bờ sông Tam Bạc rực rỡ sắc màu phượng vĩ, khiến bất cứ một du khách nào đi qua cũng muốn nán lại chỉ để chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Từ lâu, hoa phượng đỏ hay phượng vĩ đã trở thành biểu tượng của thành phố Hải Phòng. Phượng vĩ có nguồn gốc từ Madagascar, được người Pháp đưa về trồng tại Hải Phòng từ cuối thế kỷ 19. Sắc đỏ rực rỡ của phượng vĩ đã đi vào thơ ca và gắn liền với ký ức tuổi học trò của nhiều thế hệ người dân Hải Phòng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Ấn tượng hơn cả đối với Hải Phòng hẳn vẫn là hình ảnh của màu hoa phượng đỏ, mà âm hưởng, sắc thái, thi vị đã thấm đẫm tâm hồn người dân đất cảng với những giai điệu rất đỗi gần gũi, thân thuộc qua những bài hát về thành phố hoa phượng đỏ. Nếu như màu hoa phượng đỏ làm nên bức tranh về một thành phố mộng mơ, thì cảng biển chính là linh hồn của Hải Phòng, với tên gọi thành phố cảng rất đỗi gần gũi, thân thương của người dân đất cảng. Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ vùng duyên hải Bắc Bộ. Hoa phượng đỏ đã tạo vào tâm hồn người Hải Phòng đi vào thơ ca, nhạc, họa, tạo ấn tượng đẹp đẽ, hiện đại cho đến thành phố này. Nó đã ăn sâu vào máu các vận động viên thể thao đất cảng khi sung trận là cháy hết mình. Nói đến hoa phượng là nhớ về những ngày vô tư cấp sạch lên trường, là mùi chiếc tay đề bàn, là những đêm hè cùng nhau quây quần trên bãi cỏ ngồi ngắm trăng sao. Trong chúng ta đã có ai không một lần đứt cánh phượng, nào ép cánh hoa vào vợ, nào hái thẳng người như chùm phượng. Dưới hàng phượng vĩ, hình ảnh những cô nữ sinh trong tà áo dài trắng thướt tha tạo ra bức ảnh làm nghiêng với hoa học trò. Phụ kiện thường kèm áo dài và xe đạp trong các bộ ảnh tái hiện hoặc ghi lại dấu ấn những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Hoa phượng đặc biệt được tuổi học trò yêu thích vì gắn liền với mùa chia tay, mùa mang nỗi nhớ trên cây. Còn đối với nhiều người, hoa phượng làm họ sống lại những tháng năm tuổi trẻ.
cách thủ đô Hà Nội 102 km. Hải Phòng không chỉ là thành phố lớn thứ ba tại Việt Nam giữ vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, mà còn là nơi nổi tiếng với nhiều tiềm năng du lịch. Hải Phòng thu hút du khách bằng những bãi biển hoang sơ, những công trình kiến trúc cổ và bằng cả sự hào sảng của những người dân nơi đây. Để có thể khám phá trọn vẹn những điều tuyệt vời nhất của thành phố hoa phượng đỏ, những kinh nghiệm du lịch Hải Phòng dưới đây sẽ giúp cho các bạn có một hành trình vui vẻ thú vị. Vậy nên đến Hải Phòng một thời gian nào? Nổi tiếng với tên gọi thành phố hoa phượng đỏ, nên chắc chắn thời điểm đẹp nhất để các bạn tìm đến Hải Phòng là những ngày nắng hè rực rỡ, khi hoa phượng cũng nở khắp những con phố ở Hải Phòng. Những ngày hè đầy nắng cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn tắm mình trong làn nước mát lạnh hay hít thở bầu không khí trong lành của các bãi biển Hải Phòng. Không chỉ có vậy, trong cái nắng oi ả của những ngày hè miền Bắc, được thả mình đón những con sóng biển hòa trên bãi biển Đồ Sơn hay đắm chìm trong nét đẹp hoang sơ nơi quần đảo Cát Bà sẽ đem đến cho các bạn những giây phút thư thái tuyệt vời. Khi nhắc đến những điểm tham quan hấp dẫn nhất tại khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, chắc chắn tượng đài nữ tướng Lê Chân là địa điểm đầu tiên các bạn không thể bỏ qua. Bức tượng đồng với chiều cao 7,5m, nặng 19 tấn được đặt uy nghiêm ngay trước trung tâm triển lãm của thành phố. Như này chính là một biểu tượng của Hải Phòng. Ngoài ra, ghé thăm nhà hát lớn, nơi diễn ra những hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của Hải Phòng, hay ngắm toàn cảnh thành phố trong khoảnh khắc bình minh từ trên cầu Bính cũng là những trải nghiệm mà bất cứ ai đến du lịch Hải Phòng cũng không nên bỏ lỡ. Vẻ đẹp rực rỡ đầy sức sống của hoa phượng được rất nhiều người yêu thích tại những con đường có phượng nở nhiều và đẹp như Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, quanh hồ An Biên, đường Phạm Văn Đồng và khu du lịch Đồ Sơn, có rất nhiều người rủ nhau chụp ảnh với hoa phượng. Còn bạn muốn đến với biển cả để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn thì Đồ Sơn và Cát Bà cũng chính là gợi ý tuyệt vời dành cho các bạn. Rời xa nhịp sống tấp nập nơi đô thị để thả mình đón những cơn sóng biến hóa dịu êm trên bãi biển Đồ Sơn, hay đắm chìm trong nét đẹp hoang sơ nơi quần đảo Cát Bà sẽ đem đến cho các bạn những giây phút thư thái tuyệt vời để cân bằng lại cuộc sống. We'll be right back.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay các bạn sẽ cùng Thái Vi TV đi check-in một cây cầu mới cực kỳ độc đáo ở Hải Phòng. Đây là một cây cầu mà khiến cho hàng triệu chị em phụ nữ mê mệt vì hình dáng của cây cầu này. Vậy chúng ta hãy cùng khám phá xem lý do tại sao mà chị em lại yêu quý cây cầu này đến như vậy. Trong số những cây cầu trọng điểm của Hải Phòng như cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng - Quảng Ninh và thứ N cộng 1 những cây cầu khác nữa, thì có một cây cầu đang được coi là biểu tượng mới của Hải Phòng. Với hình dáng cực kỳ độc đáo, khiến cho hàng triệu chị em mê mệt. Vậy lý do cây cầu làm cho hàng triệu chị em mê mệt này là gì? Từ nãy giờ chắc hẳn các bạn cũng đã nhìn ra cái hình dáng của cây cầu này rồi. Đó chính là cầu có hình dáng cánh chim biển hay chim Hải Âu. Thực ra, cái tên chính thức của cây cầu này là cầu Hoàng Văn Thụ, có hình dáng cánh chim Hải Âu vươn ra biển lớn khi nhìn ngang và cũng như khi nhìn từ trên xuống. Đùa một chút với các bạn cho vui vậy thôi, chứ các cái thông số kỹ thuật của cây cầu sau đây sẽ làm cho các bạn sẽ phải trầm trồ, ngạc nhiên và thán phục về cái trình độ kỹ thuật của kỹ sư cầu đường chúng ta ngày nay. Cầu Hoàng Văn Thụ được xây dựng bắc qua sông Cấm, nối phường Minh Khai, quận Hồng Bàng với xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. Với chiều dài hơn 1,5 km, đây là công trình giao thông cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư khoảng 2.176 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố và các nguồn vốn khác do Ban Quản lý Công trình Xây dựng Phát triển Đô thị làm chủ đầu tư. Theo thiết kế kiến trúc, cầu Hoàng Văn Thụ có hình dáng cánh chim biển. Cây cầu được thiết kế độc đáo, mô phỏng hình dáng cánh chim biển để làm tăng sự đa dạng của không gian văn hóa, cảnh quan của thành phố Hải Phòng, tạo ra sự khác biệt với các cây cầu khác trên cả nước. Nhịp chính của cầu Hoàng Văn Thụ là dạng vòm có chiều dài 200m, là nhịp cầu lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Vòm thép thì có khối lượng khoảng 500 tấn, dài 87m và cao gần 50m. Cầu được thiết kế kiểu cầu vòm ống thép, nhồi bê tông, chạy giữa sâu đồ nhịp 45 cộng 200 cộng 45m. Với mặt cầu rộng 33,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 làn đi bộ. Ngoài cầu thang đi bộ từ tầng 1 lên mặt cầu, thì cầu Hoàng Văn Thụ còn có 2 thang máy tại vị trí ở hai bên ở đầu cầu phía nội thành. Và 2 cầu dẫn ở phía nội thành được thiết kế thành 2 nhánh hình tròn đối xứng nhau, với bán kính là 65m và có chiều dài là 650m mỗi một nhánh. Cầu Hoàng Văn Thụ được ví như là cánh cửa kết nối giữa khu đô thị cũ và vùng đất bên kia sông Cấm, nơi sẽ được xây dựng khu hành chính mới của thành phố Hải Phòng theo định hướng phát triển không gian đô thị và điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là dạng cầu đẹp bởi hình dáng cầu uốn lượn, rất dễ tạo ra sự hài hòa trong cảnh quan của khu vực. Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Khi đi vào sử dụng, công trình sẽ góp phần giảm tải cho cầu Bính, hạn chế nạn ùn tắc giao thông. Theo ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, dự án này không chỉ là công trình giao thông mà còn có ý nghĩa lớn hơn, mở rộng sự phát triển đô thị. Đặc biệt, đây là công trình khởi đầu cho việc xây dựng để di chuyển trung tâm hành chính, chính trị thành phố sang vị trí mới, có quy mô lớn hơn, hiện đại hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển của Hải Phòng trong tương lai. Và một điều đặc biệt nữa của cầu Hoàng Văn Thụ đó là hoàn toàn do Việt Nam thiết kế, thi công. Việc này cho thấy sự lớn mạnh nhanh chóng của đội ngũ công nhân kỹ thuật trong nước. Chỉ trong vòng 2 năm đã thi công khối lượng lớn, đạt yêu cầu kỹ thuật cao. Và cũng theo các kỹ sư, trong việc thi công thì công đoạn nâng đốt vòm số 5 lên là khó khăn nhất. Trọng lượng của đốt vòm số 5 nặng khoảng 500 tấn, dài 87m, rộng 20,5m và cái chiều cao nâng lên gần 50m. Thì cái công tác cầu lắp còn chịu ảnh hưởng do tác động của sóng, gió, thủy triều và phải đảm bảo đúng khoảng thời gian tạm ngừng cấm luồng giao thông thủy đã thống nhất với đơn vị quản lý.
Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần giảm tải cho cầu Bính, hạn chế ùn tắc giao thông. Việc thiết kế về độ cao của vòm cầu Hoàng Văn Thụ thì đảm bảo không vi phạm hạn chế về vùng không chế bay cũng như tĩnh không thông lưu cho tàu thuyền ở bên dưới. Đứng từ trên cầu Hoàng Văn Thụ, chúng ta có thể ngắm trọn một góc thành phố Hải Phòng đang phát triển rất là năng động và nhộn nhịp. Vào buổi tối khi thành phố lên đèn thì toàn bộ cây cầu nổi bật và rực rỡ, lung linh ánh đèn đủ màu sắc, trông từ xa rất là lãng mạn. Đây thực sự là một địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ đưa nhau đến để hóng gió, check-in và chụp ảnh giải trí những dịp cuối tuần cũng như những đêm trăng thanh gió mát. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị mới Bắc Sông Cấm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và đã phát biểu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc hoàn thành cầu Hoàng Văn Thụ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về phía Bắc Sông Cấm, là tiền đề thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị là đến năm 2025 thì hoàn thành việc di chuyển trung tâm hành chính thành phố sang phía Bắc Sông Cấm, cũng như từng bước hoàn thiện trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo Thủ tướng, việc mở rộng không gian là điều cần thiết của đô thị Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ. Việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, là chủ trương quan trọng mà thời gian gần đây thành phố Cảng đã thực hiện nghiêm túc. Thủ tướng cũng cảm ơn người dân đã nhường nơi sinh sống trong nhiều năm cho công trình ý nghĩa lớn của thành phố Hải Phòng. Thủ tướng cho rằng không khí phát triển của Hải Phòng rất đáng mừng, là dấu ấn mạnh mẽ của thành phố biển đang vươn lên. Việc khánh thành cây cầu Hoàng Văn Thụ đã giảm tải đáng kể cái lưu lượng xe cộ qua cầu Bính. Hiện tại thì ở bến phà Bính ngay cạnh chân cầu Hoàng Văn Thụ đã dừng hoạt động. Như vậy là nó đã kết thúc sứ mệnh lịch sử hơn 100 năm của phà Bính. Và hiện nay người dân ở trung tâm thành phố và bên huyện Thủy Nguyên có hai lựa chọn. Một là di chuyển qua cầu Bính hoặc là cầu Hoàng Văn Thụ. Không phải tự nhiên, kiến trúc sư thiết kế một cây cầu nhiều tầng và phức tạp như thế này, chắc hẳn họ phải có lý do của mình. Lý do dễ thấy nhất, ta đang không nhìn vào một hệ thống cầu đơn giản, mà công trình này sẽ kiêm vai trò của một nút giao thông chia làn. Nó sẽ cho phép đường di chuyển của phương tiện từ hai phía tới, sẽ không bị giao nhau. Các bạn có thể thấy tác dụng của những nút giao thông chia làn tại các điểm nóng giao thông hoặc nút giao nhau của các đường quốc lộ. Nhưng đó không phải là tác dụng duy nhất của nút giao thông kiểu xoắn ốc này. Khi đường di chuyển của các phương tiện đưa lên cao, nghiêm nhiên phần đất bên dưới sẽ được giải phóng. Ta có thể tận dụng những phần đất trống quanh nút giao thông với nhiều mục đích khác nhau. Và bây giờ là lúc chúng ta thấy những giá trị thực tế của cầu Hoàng Văn Thụ đem lại. Đóng góp của cây cầu vào lợi ích cả về giao thông lẫn kinh tế của cây cầu mới là sự đáng chú ý. Thiết kế đẹp mắt chỉ là một phần trong đó mà thôi. Đây thực sự là một cây cầu đẹp, thoáng đãng về không gian và độc đáo về kiến trúc của thành phố Hải Phòng. Là một điểm đáng để check-in và tham quan du lịch cho mọi người dân Hải Phòng nói riêng và mọi người dân du khách ở mọi nơi, mọi miền nói chung. Mình hy vọng rằng sau cái video clip giới thiệu về cây cầu Hoàng Văn Thụ này, các bạn sẽ có những kiến thức cơ bản và sự trải nghiệm thú vị về cái cây cầu độc đáo đẹp nhất nhì khu vực Hải Phòng này. Và các bạn cũng xin đừng quên like, subscribe và share kênh của mình bạn nhé.
I spent the last 2 weeks just grinning.